Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Hôm nay thứ bảy, ngày 6 tháng 2, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Cần có phương án phòng chống dịch một cách tốt nhất nhằm đảm bảo cho người dân đón Tết Tân Sửu 2021. Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phát huy vai trò của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên để xây dựng đảng trong sạch vững mạnh. Chương trình hương xưa bánh Tết với những hoạt động trải nghiệm đầy hương sắc Tết xưa qua những màu sắc truyền thống. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đoàn công tác của tỉnh ủy do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Quốc Đoàn dẫn đầu đã đi thăm và tặng quà cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Hương Nguyên và đảng bộ chính quyền nhân dân xã A Roang, huyện A Lưới nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Tham gia cùng đoàn công tác có trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Nguyễn Khánh Hùng. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Quốc Đoàn đã gửi lời chúc mừng năm mới, đồng thời chia sẻ với những khó khăn mà đảng bộ chính quyền người dân xã A Roang, huyện A Lưới gặp phải trong năm vừa qua. Dịp này, đoàn công tác phối hợp với Ngân hàng Vietinbank tỉnh Thừa Thiên Huế trao hơn 100 suất quà cho các hộ chính sách, người nghèo của xã A Roang. Lãnh đạo tỉnh mong muốn chính quyền và người dân trong xã không ngừng phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, vươn lên trong cuộc sống. Sáng cùng ngày, đoàn cũng đã trực tiếp đến thăm, tặng quà và kiểm tra điểm chốt số 1 đồn biên phòng Hương Nguyên đóng tại thôn Hương Sơn, A Chi, xã A Roang về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, quản lý, bảo vệ biên giới. Tại đây, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Quốc Đoàn đánh giá cao tinh thần làm việc của đội ngũ cán bộ chiến sĩ nơi đây, đặc biệt trong thời điểm Tết Nguyên đán đang đến gần. Xác định vai trò bộ đội biên phòng là lực lượng chủ công trong công tác ngăn chặn dịch bệnh và các loại tội phạm từ bên ngoài xâm nhập vào địa bàn tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Quốc Đoàn yêu cầu cán bộ chiến sĩ cần không ngừng triển khai công tác tuần tra, kiểm soát địa bàn để vừa đảm bảo an ninh trật tự cho người dân vui xuân đón Tết, vừa đảm bảo việc phòng chống dịch COVID-19 cũng như các hành vi buôn lậu pháo nổ qua biên giới. Thường xuyên bám cơ sở, nắm bắt tình hình, chủ động phối hợp để giải quyết vấn đề, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Cần có phương án phòng chống dịch một cách tốt nhất nhằm đảm bảo cho người dân đón Tết Tân Sửu 2021 an toàn là chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phan Ngọc Thọ tại cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 diễn ra trong sáng nay. Sau khi nghe báo cáo, ý kiến góp ý của các sở ban ngành, địa phương, phát biểu kết luận tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ yêu cầu cả cấp cả ngành không được lơ là, chủ quan, phòng chống dịch phải được ưu tiên hàng đầu, nhất là công tác phòng chống dịch trước, trong và sau Tết, đảm bảo người dân thực hiện tốt 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung, khai báo y tế. Yêu cầu cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác truy vết, quản lý, giám sát tất cả các đối tượng liên quan đến vùng dịch trở về từ vùng dịch theo đúng quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế. Chủ tịch Phan Ngọc Thọ lưu ý các cơ quan chức năng cần căn cứ tình hình dịch tễ của quốc gia để xử lý từng bước liên quan đến cách ly, tùy vào điều kiện cụ thể để quyết định áp dụng các biện pháp phòng chống dịch phù hợp với mức nguy cơ của từng khu vực trên địa bàn, đảm bảo khoanh vùng, cách ly, phong tỏa ở phạm vi gọn nhất, hạn chế tối đa các hoạt động bất lợi đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân và sản xuất kinh doanh, nhất là hoạt động vận chuyển hành khách, hàng hóa, nguyên vật liệu sản xuất trong dịp Tết Nguyên đán. Có biện pháp cụ thể tạo thuận lợi cho nhân dân tiêu thụ hàng hóa, nông sản trong dịp Tết. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng thống nhất tổ chức cách ly tập trung 21 ngày và lấy mẫu xét nghiệm PCR đối với tất cả công dân từ Quảng Ninh, Hải Dương. Các xã phường thuộc thành phố Hà Nội đã được Bộ Y tế công bố có điểm dịch và các khu vực, địa điểm do Bộ Y tế cập nhật đều phải được đưa vào diện cách ly, giám sát đặc biệt. Lưu ý áp dụng biện pháp cách ly tập trung, cách ly tại nhà đối với người đến từ vùng có dịch COVID-19 theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. Căn cứ vào hướng dẫn của Bộ Y tế để xác định cụ thể vùng có dịch, làm sao để phục vụ mục tiêu kép, áp dụng biện pháp phù hợp cho nhân dân đón Tết Nguyên đán, không gây cản trở không cần thiết. Sau hội nghị của tỉnh, cả địa phương, thành phố, Phú Vang, Phong Điền tổ chức triển khai công tác hiệp thương lần thứ nhất để thống nhất về cơ cấu, số lượng thành phần người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Sau khi thống nhất ý kiến với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận và Ủy ban Nhân dân cung cấp, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Huế dự kiến cơ cấu thành phần số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Huế khóa 13 là 67 đại biểu. Trong đó, khối cơ quan đảng, khối Ủy ban Mặt trận và các đoàn thể có số lượng nhiều nhất lần lượt là 13 và 14 đại biểu. Đại biểu được giới thiệu từ khối cơ quan nhà nước xếp thứ 3 với 11 người. Về cơ cấu, số lượng đại biểu tại cử chiếm 57,5%. Đại biểu dưới 40 tuổi là 22,4%, số lượng đại biểu nữ là 35,8% và đại biểu ngoài đảng là 13,4%.
Sau khi nghe tờ trình của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Huế, các đại biểu là tổ chức thành viên của mặt trận đã thảo luận và nhất trí với việc dự kiến tăng cơ cấu thành phần, số lượng của khối mặt trận và các đoàn thể, góp phần nâng cao vai trò vị thế của mặt trận và các đoàn thể trong công tác giám sát và phản biện xã hội. Các đại biểu cũng đã biểu quyết thống nhất giới thiệu 67 người của các tổ chức, cơ quan, đơn vị và xã phường được hiệp thương giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Huế khóa 13, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại hội nghị hiệp thương lần thứ nhất bầu cử Hội đồng Nhân dân huyện Phú Vang khóa 7, nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu đã nghe giới thiệu một số nội dung chủ yếu của luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân. Theo dự kiến, cơ cấu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Phú Vang khóa 7, nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ giới thiệu bầu khoảng 35-63 đại biểu. Trong lần hiệp thương lần thứ nhất, dự kiến đại biểu được giới thiệu ứng cử Hội đồng Nhân dân huyện thuộc các thành phần gồm khối đảng, Hội đồng Nhân dân huyện, Ủy ban Nhân dân huyện, các cơ quan quản lý nhà nước, khối mặt trận và đoàn thể, khối tôn giáo, khối sự nghiệp, khối lực lượng vũ trang, khối doanh nghiệp, hợp tác xã, khối các xã thị trấn. Trong đó, ứng cử đại biểu là phụ nữ chiếm 39,6%, ứng cử đại biểu trẻ dưới 40 tuổi chiếm 41,3%, ứng cử đại biểu người ngoài đảng chiếm 11,11%. Việc lựa chọn giới thiệu những người đủ tiêu chuẩn ra ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện qua các bước hiệp thương theo luật định được huyện Phú Vang xác định là khâu rất quan trọng để lập danh sách những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện, đảm bảo về số lượng, chất lượng, thể hiện được cơ cấu thành phần đại diện cho trí tuệ của khối đại đoàn kết. Tại hội nghị, các đại biểu được nghe ông Nguyễn Văn Cho, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện Phong Điền trình bày dự kiến về cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện khóa 7, nhiệm kỳ 2021-2026. Về số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện, theo luật tổ chức chính quyền địa phương, số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026 là 30 đại biểu, số đại biểu giới thiệu để ứng cử viên là 60 đại biểu. Trong đó, khối đảng 4 đại biểu, Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện và các ban của Hội đồng Nhân dân huyện 3 người, Ủy ban Nhân dân huyện 5 đại biểu, lực lượng vũ trang 2 đại biểu, khối mặt trận và các đoàn thể huyện 8 đại biểu, các xã thị trấn 35 đại biểu, khối doanh nghiệp 2 đại biểu, đại diện chức sắc tôn giáo 1 đại biểu. Thưa quý vị và các bạn, đối với phương thức lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, bám sát nhiệm vụ chính trị, tạo sự đột phá, trong những năm qua, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết của Đảng bộ khối. Những kết quả đạt được là tiền đề quan trọng để Đảng bộ khối tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, cùng với tỉnh thực hiện tốt nghị quyết 54 của Bộ Chính trị, sớm xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Năm 2020, một năm đầy biển động, đối mặt với khó khăn, thách thức do dịch bệnh COVID-19 cũng như thiên tai khắc nghiệt đối với cả nước nói chung và tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng. Nhưng với nỗ lực và sự đoàn kết, Đảng ủy khối đã tập trung chỉ đạo cả cấp ủy, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, phát huy vai trò của cán bộ đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong việc nâng cao chất lượng tham mưu và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách trên các lĩnh vực, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội và tăng cường công tác xây dựng đảng. Từ sau đại hội đảng bộ, công tác kiện toàn, tổ chức sắp xếp bộ máy, và đặc biệt là nâng cao cái tinh thần trách nhiệm của tập thể đảng ủy và vai trò của người đứng đầu, ngành giáo dục đã chủ động trong việc là chỉ đạo linh hoạt tổ chức nhiệm vụ dạy học trong hoàn cảnh là học sinh dừng đến trường nhưng mà không dừng học, ứng dụng công nghệ thông tin thực hiện dạy học trên truyền hình, đảm bảo và chương trình kế hoạch năm học. Với 91 tổ chức cơ sở đảng và hơn 5.200 đảng viên, trong năm qua, với chủ trương đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, Đảng ủy khối đã đạt được kết quả nổi bật trên nhiều mặt trong công tác xây dựng đảng. Trong đó xác định, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đóng góp chung vào thành quả này phải kể đến sự nỗ lực phấn đấu của cả cơ quan đơn vị trong toàn khối, mà trực tiếp chính là đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của cả cơ quan đơn vị. Trong những năm vừa qua, thì ngành thuế Thừa Thiên Huế đã có nhiều đổi mới để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc thực hiện các chính sách pháp luật về thuế. Ngành thuế đã thường xuyên tăng cường công tác tuyên truyền hỗ trợ
các chính sách pháp luật về thuế, thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính về thuế, ứng dụng công nghệ thông tin trong vấn đề triển khai thực hiện các chính sách, chủ trương pháp luật về thuế. Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2021, Đảng bộ khối xác định tiếp tục đổi mới phương pháp lãnh đạo của Đảng ủy và cấp ủy cơ sở phù hợp với từng loại hình tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động về bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực chuyên môn, ý thức trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Siết chặt kỷ luật kỷ cương, tạo môi trường khuyến khích đổi mới, phát huy sáng tạo và bảo vệ cán bộ giảm nghỉ, giảm làm, giảm đột phá vì lợi ích chung. Thực hiện tốt dân chủ cơ sở, tăng cường đoàn kết, đồng thuận, nâng cao chất lượng hiệu quả cải cách hành chính, xây dựng văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp. Chủ trọng kiểm tra giám sát việc triển khai thực hiện cả khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh. Năm 2021 là năm đầu tiên mà chúng ta triển khai nghị quyết đại hội đảng các cấp và nghị quyết đại hội 13 của đảng. Chính vì vậy, mỗi cấp ủy tổ chức đảng xác định chức năng nhiệm vụ của mình và căn cứ vào nghị quyết đại hội đảng các cấp để tập trung triển khai nhiệm vụ chính trị cũng như công tác xây dựng đảng trên các mặt công tác. Trong đó tập trung công tác chính trị tư tưởng với nội dung cơ bản là đẩy mạnh tuyên truyền triển khai nghị quyết đại hội đảng các cấp và nghị quyết đại hội 13 của đảng đến đông đảo cán bộ đảng viên. Và trên cơ sở đó, căn cứ vào nghị quyết của đại hội, khẩn trương xây dựng chương trình hành động, kế hoạch đưa nghị quyết của đảng đi vào cuộc sống. Với truyền thống đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát triển, Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp chắc chắn sẽ tiếp tục phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, quyết tâm lãnh đạo tổ chức triển khai thực hiện thẳng lời mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, góp phần tích cực cùng Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh thực hiện thẳng lời nghị quyết đại hội đảng cả cấp, đưa Thừa Thiên Huế phát triển nhanh, bền vững. Chuyển sang những tin tức khác. Vào chiều qua, Ủy ban nhân thị xã Hương Trà tổ chức lễ công bố xã Hương Phong đạt chuẩn nông thôn mới. Dự lễ công bố có bà Phạm Thị Minh Huệ, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy. Kết quả nổi bật của xã Hương Phong sau 8 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đó chính là cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng tích cực, trong đó tỷ trọng ngành nông nghiệp chiếm 16,7%, dịch vụ 45%, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng chiếm tỷ trọng 38%, thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 41,5 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,8%. Trong những năm qua, từ ngân sách của Trung ương, của tỉnh, thị xã và các tổ chức phi chính phủ khác cùng nhân dân đóng góp, địa phương đã đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế xã hội, phát triển sản xuất, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. Văn hóa xã hội chuyển biến tích cực, quốc phòng an ninh được giữ vững. Với những nỗ lực cố gắng đó, đến cuối năm 2019, xã Hương Phong đã hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí nông thôn mới. Tại buổi lễ, bà Phạm Thị Minh Huệ, Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, đã trao bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hương Phong. Dịp này, Ủy ban Nhân dân thị xã và Ủy ban Nhân dân xã Hương Phong cũng biểu dương và khen thưởng cho các tập thể cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã. Cục Thuế tỉnh đang đẩy mạnh triển khai các dịch vụ thuế điện tử để hỗ trợ doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí, thực hiện mục tiêu hiện đại hóa ngành thuế. Hiện nay, công tác kê khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử, hoàn thuế điện tử được triển khai trên hệ thống dịch vụ thuế điện tử. Đến nay đã có 4.584 doanh nghiệp thực hiện đăng ký kê khai và nộp thuế qua mạng, đạt trên 99%. Số chứng từ nộp thuế bằng phương tiện điện tử trong năm 2020 đạt hơn 98%. Đồng thời, Cục Thuế phối hợp với các ngân hàng thương mại thực hiện thu nộp thuế qua hệ thống ngân hàng, qua đó hỗ trợ doanh nghiệp kê khai thuế nhanh chóng, thuận tiện, kịp thời, hiệu quả, tiết kiệm thời gian, giảm chi phí. Việc áp dụng hệ thống quản lý thuế tập trung qua cổng dịch vụ điện tử giúp cơ quan thuế kiểm soát đưa các đối tượng chịu thuế, căn cứ tỉnh thuế, đảm bảo dự báo nhanh, chính xác, sổ thu ngân sách nhà nước, kịp thời phát hiện xử lý các vướng mắc vi phạm pháp luật về thuế. Thực hiện kế hoạch chuyển đổi chợ, xây dựng chợ văn minh thương mại, ngành công thương và các địa phương đã có kế hoạch triển khai, song tiến độ vẫn còn chậm. Thực hiện xây dựng chợ văn minh thương mại, đến nay trên toàn tỉnh mới chỉ có 3 địa phương công nhận chợ văn minh thương mại với tổng số 14 trên 37 chợ, đạt 38%. Đồng thời, ngành công thương phối hợp với các sở ngành địa phương trên Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quy chế mới về chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn tỉnh. Đến nay, có 7 trên 42 chợ trên địa bàn đã hoàn thành việc chuyển đổi chợ, chỉ đạt 16,7% so với kế hoạch.
Nguyên nhân việc chuyển đổi chợ chậm là do trên địa bàn có nhiều chợ quy mô nhỏ, nguồn thu tại chợ rất thấp, cơ sở hạ tầng xuống cấp. Chính quyền các địa phương ký hợp đồng và thu trước tiền thuê điểm kinh doanh của tiểu thương với thời gian dài, gây khó khăn cho đơn vị tiếp nhận do vừa phải hoàn trả vốn khấu hao tài sản cho ngân sách nhà nước, vừa phải đầu tư sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất của chợ. Phần cuối là những hoạt động vui xuân và chăm lo Tết cho người nghèo. Thưa quý vị, đến thăm Đại Nội Huế những ngày cận Tết, ngoài tham quan những cung điện, lâu cả cổ xưa, du khách còn có dịp chiêm ngưỡng không gian hương xưa bản Tết, đầy sức hấp dẫn với những hình ảnh Tết xưa trong cung đình Huế được tổ chức trên sân điện Cần Chánh. Ghi nhận của phóng viên thời sự về hoạt động này trong sáng nay. Trong tiệc trời đẹp của mùa xuân, những ngày cận Tết Nguyên Đán, không gian Đại Nội trở nên sống động khi chương trình hương xưa bản Tết được Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức tại sân điện Cần Chánh. Đây là chương trình khởi động năm mới do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức. Với sự kết hợp tinh tế bằng hai loại hình, thi thố tạo tác ẩm thực cổ điển và biểu diễn nghệ thuật truyền thống cung đình Huế. Không đông du khách như những lần trước do ảnh hưởng của dịch Covid-19, song những người đến trải nghiệm chương trình hương xưa bản Tết cũng đã biết được thêm nhiều điều thú vị của Tết xưa trong cung đình Huế, để hoài niệm về một thời vàng son tưởng chừng chỉ còn là ký ức trong sử sách. Mình thấy cái này cũng rất là hay để cho mấy cháu á, tại có biết được cái lễ thế xưa về ta đắng á, mình thấy nên duy trì. Tôi rất là vui mừng được trải nghiệm chương trình hương xưa bản Tết trong hoàng cung. Với tôi mong muốn chương trình này sẽ được tiếp diễn liên tục để con cháu mãi mãi nhớ về cội nguồn của dân tộc và nhớ về cái văn hóa của Việt Nam mình. Trong không gian cổ kính của điện Cần Chánh, Đại Nội Huế, với không khí nao nức đón Tết cổ truyền đang về, không gian hương xưa bản Tết tràn ngập sắc xuân với các loài trang phục truyền thống, những đôi câu đổi thắm, sắc hoa xuân. Người dân và du khách được trải nghiệm không khí Tết xưa qua hội thi gói bánh chưng, bánh tét của các đội thi đến từ Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế. Ngoài ra, người đến di tích còn được thưởng thức không khí rộn ràng của các điệu chầu văn, làng điệu ca Huế, ca khúc về Huế và mùa xuân. Âm hưởng Tết cung đình được thể hiện qua các trò chơi cung đình như đổ sam hương, bài vù, đồng hồ, trình diễn thư pháp và tặng chữ. Rất là nhiều lần tham gia chương trình hương xưa bản Tết và cảm giác lúc nào cũng lâng lâng khó tả. Tại vì đây là một cái chương trình để mình ôn lại cái truyền thống của cha ông của mình, để nhớ lại cái thời mà lúc xưa cha mẹ ông bà tổ tiên tổ chức một cái Tết sau những năm tháng mọi mệt thế này thế khác cùng nhau xâm vầy quấy quần bên nồi bình chân gia trại lớn bé như vậy, cảm thấy hạnh phúc đơn giản quá nhưng mà bình dị. Sau nghi thức thả ước vọng lên trời cao với những mong ước tân niên an lạc, phúc lộc chăng hòa, an khang như ý, tha thức vượt qua, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã tiến hành nghi thức rước bánh cung tiễn tiền nhân tại thiểu biếu. Chương trình mang ý nghĩa như một khởi động mùa xuân mới, gợi nhớ về hương sắc Tết xưa để hiểu rõ hơn những giá trị văn hóa truyền thống của quê hương. Chiều nay, tổ chức Phục Phon tổ chức chương trình Xuân Tình Nghĩa trao quà Tết cho các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh nhân dịp đón Xuân Tân Sửu 2021. Đây là hoạt động thường niên của tổ chức này mỗi dịp Tết đến xuân về để giúp người nghèo có một cái Tết ấm áp. Theo đó, Phục Phon đã trao 300 suất quà Tết cho các hộ nghèo tại thành phố Huế, các huyện Quảng Điền, A Lưới, Nam Đông, Phú Vang, Phú Lộc của tỉnh Thừa Thiên Huế và một số địa phương của tỉnh Quảng Trị. Mỗi địa phương khoảng 40 đến 50 suất. Mỗi suất quà trị giá 850.000 đồng, gồm nhu yếu phẩm cho sinh hoạt đời sống hàng ngày và tiền mặt. Tổng trị giá được trao quà Tết hơn 255 triệu đồng, được huy động từ sự đóng góp của các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân trong và ngoài nước. Ngoài ra, chương trình Xuân Nghĩa Tình Tân Sửu 2021 cũng được Phục Phon tổ chức tại Trung tâm Bảo trợ Trẻ Em Khuyết Tật Chùa Long Thọ, phường Thủy Biều, thành phố Huế và Trung tâm Nuôi Dạy Trẻ Mồ Côi U Đàm, xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang. Đây là những món quà ấm áp tình người, thể hiện sự quan tâm sẻ chia của cộng đồng, những nhà hảo tâm do tổ chức Phục Phon vận động hỗ trợ đối với những người có hoàn cảnh khó khăn để có một mùa xuân ấm áp, vui tươi. Được biết, trong đợt bão lụt vừa qua, tổ chức này cũng đã trao hàng ngàn suất quà cho người dân nghèo trên địa bàn tỉnh và một số tỉnh miền Trung với số tiền hơn 1 tỷ đồng. Nhằm giúp đỡ hỗ trợ bệnh nhân nghèo các tỉnh miền Trung đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế có điều kiện về quê đón Tết, sum họp cùng gia đình, sáng nay bệnh viện đã tổ chức chương trình chuyển xe yêu thương Tân Sửu 2021, đưa gần 300 bệnh nhân về quê đón Tết cùng gia đình. Tại tiền sảnh Bệnh viện Trung ương Huế,
chuyến xe yêu thương do bệnh viện tổ chức để đưa bệnh nhân và người nhà về quê đón Tết Tân Sửu 2021. Có 10 chuyến xe đưa gần 300 bệnh nhân và người nhà khởi hành từ bệnh viện đi các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Đà Nẵng về quê đón Tết. Có mặt trên chuyến xe chở đầy yêu thương, nhiều người bệnh không khỏi xúc động. Hôm nay là ngày gần Tết, giáp Tết, được bệnh viện tổ chức một chuyến xe yêu thương đưa gia đình, vợ con và các bệnh nhân nằm ở bệnh viện, điều trị tại bệnh viện về nhà ăn Tết. Thì với cái tình cảm ấm áp và yêu thương của là bệnh viện và đối với là các bệnh nhân thì chẳng có gì hơn được lúc về. Tôi xin thay mặt cho là bệnh nhân ở trong bệnh viện xin cảm ơn ban lãnh đạo của bệnh viện, xin cảm ơn ban tổ chức đưa chuyến xe yêu thương về cho những bệnh nhân về ăn Tết tại quê hương. Thì hôm nay thì có chuyến xe yêu thương của bệnh viện để đưa bệnh nhân về quê ăn Tết. Thì trước tiên là cảm ơn ban giám đốc cũng như bác sĩ, các nhân viên y tế đã tận tình giúp đỡ cho bệnh nhân. Thì nhân dịp cuối năm cũng chúc tất cả các giám đốc bệnh viện cũng như bác sĩ, nhân viên y tế sức khỏe, hạnh phúc. Không chỉ hỗ trợ phương tiện miễn phí cho người bệnh và người nhà bệnh nhân về quê ăn Tết, Bệnh viện Trung ương Huế còn có những phần quà trị giá 1 triệu đồng một suất để dành tặng cho người bệnh. Trước khi đoàn xe khởi hành, giáo sư tiến sĩ Phạm Như Hiệp, giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế cùng ban giám đốc bệnh viện đã gặp gỡ, động viên, chia sẻ với các bệnh nhân, đồng thời gửi lời chúc sức khỏe và chúc mừng năm mới tới tất cả những người bệnh chuẩn bị lên đường về quê ăn Tết. Trong thời điểm giáp Tết, việc mua vé tàu xe rất khó khăn và đắt đỏ. Vì thế, những chuyến xe miễn phí như thế này có ý nghĩa đối với các bệnh nhân nghèo. Hàng năm đến Tết, thì Bệnh viện Trung ương Huế chúng tôi thì luôn quan tâm đến các bệnh nhân hiện tại mà đang nằm ở tại bệnh viện, đặc biệt là những cái bệnh nhân ở những có hoàn cảnh khó khăn. Mục đích của chúng tôi thì là hỗ trợ và kết nối sự yêu thương. Thì đó là cái trách nhiệm mà giống như là về trách nhiệm chuyên môn của chúng tôi về điều trị cho bệnh nhân, thì đây cũng như là xoa dịu đi cái nỗi đau và làm cho bệnh nhân sớm mau lành bệnh hơn, cũng như là đưa cho bệnh nhân được về có một cái Tết ấm áp hơn. Diễn ra trong 2 ngày, mùng 6 và mùng 7 tháng 2 năm 2021, tức ngày 25 và 26 tháng Chạp năm Canh Tý. Đây là năm thứ 3 Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức chương trình chuyến xe yêu thương nhằm thể hiện mục tiêu chăm sóc toàn diện cho người bệnh từ tiếp đón, thăm khám, điều trị nội trú cho đến lúc yên tâm ra viện đón Tết. Đồng thời sẽ chia với người bệnh những khó khăn bằng những hành động thiết thực và mong muốn góp phần mang lại một cái Tết đầm ấm, hạnh phúc. Những hình ảnh vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.